đúng rồi, cả nhà yêu bấm theo dõi giùm em nha, rất là nhiều mã giảm giá cho cái tour xuyên Việt sắp tới luôn. Thật sự dạ. Dạ sao ạ? À trời ơi, vậy hả, em nói nhỏ quá hả? Biết làm sao không, mạng ở đây nó chập chờn dữ lắm, nó khó nghe lắm, em sợ wifi ké người ta. Thông cảm mọi người, thông cảm, em nói lớn lên nha, nói lớn lên. Đúng rồi cả nhà yêu ơi, mình theo dõi, bấm theo dõi em, chỉ cần để là hai chữ tư vấn hoặc là chấm một dấu chấm, em sẽ vô tận trang của mọi người, em tư vấn chuyên sâu về các chuyến đi. Và em có hai gói lận, cái gói 49 ngày và gói 100 ngày. Mọi người thuận tiện ngày nào thì mình đi ngày đó nha, giá rất là rẻ, rẻ lắm luôn. Mắc như quỷ vậy đó. Dạ. Thôi mấy cái chỗ bán vật tư nó rẻ hơn sao không chịu order, mà tự nhiên bây giờ order cái chỗ đó không có duyệt, không có phù hợp. À dạ 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 anh Vũ ơi. Gì? Anh nói lại chập chờn quá em nghe rõ. Tôi nói là không có phù hợp. Dạ em cảm ơn anh nói là phù hợp. Anh cảm ơn anh khen em. Không, tôi nói là không có phù hợp. Sao vậy trời? Dạ. À dạ chị Lan, em nghe chị Lan ơi. À, chị nói là đặt tour cho gia đình mình 49 ngày hả? Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Chị Lan. Trời ơi. Rớt mạng nữa. Tình luôn á. À, có mẹ. Anh Vũ, em chỉ cho, em chỉ cho. Đi lại đây. Là đem chỉ cho. Ê, em chỉ thì em chỉ. Không, em đứng là... tay. Em đừng có nắm tay. Ý là đại đây em chỉ cho. Chỉ cái gì? Chứ có gì đâu mà phản ứng dữ vậy trời. Không, không phải. Nhưng mà anh em đừng nắm tay, nói chuyện bình thường thôi, em đừng nắm tay vậy. Người nhạy cảm vậy. Ừ. Ý là em chỉ cái chỗ này nó có mạng. Phải không? Đúng rồi, mạng đầy lắm. Anh thử vô, em vô được rồi nè, đầy mạng lại. Ra đi. Trời, làm gì nhạy cảm trời. Đứng ngay đúng cái điểm đó là có mạng đó. Trời đất ơi, trời đất ơi. Ê hay ta. Hay ghê luôn á. Đứng ngay chỗ này wifi nó đầy cây luôn á. Thì đó anh. Anh. Hả? Nếu mà được vậy anh đánh... Sao mà phản ứng hoài à? Đứng xa xa đi. Anh đánh dấu lại đi cho mọi người biết, mai mốt này mọi người chạy ra đây có mạng để làm. Ngay góc này đúng không? Đúng rồi, ngay góc. Kiếm cái gì? Kiếm cái gì quẹt lên đi, mà cái đánh dấu ở chỗ này nè em. Ủa. Cái này giống như có ai chỉ điểm luôn rồi đó. Ừ, đánh lên anh. Rồi, đó, chỗ này có. Chỗ này có rồi. Mạng đó. Dạ dạ. Rồi đi. Gì vậy? Rồi đấy. Trời ơi chú làm hết rồi không chú? Giờ này giờ ngủ của vợ chồng tôi mà. Mà nỡ nào đứng lên đầu nằm mà gây gỗ làm sao vậy? Thì cũng tại hả? Chú á. Chuyện gì mà đầy cay, chuyện gì mà phù hợp? Thì tại chú không đó. Tại sao tại tôi? Kêu kéo wifi về cho xài không chịu. Bây giờ bắt buộc tụi con là phải đi xài wifi chùa thôi chứ sao. Ở đây có cái chùa nào mà có wifi? Trời ơi, chú biết ý của tụi con rồi, chú còn giỡn kiểu vậy nữa. Thì đương nhiên là cái hả wifi của quán cà phê kia rồi. Tụi con xài ké mà chú biết rồi, cái dòng xài ké nó yếu ớt lắm. Nó đâu có được cái hả mà liên tục đâu. Nhiều khi cái mạng nó chập chờn, tụi con muốn say sống luôn á. Chú, mà lạ lắm chú. Không hiểu sao nghe. Sao? Đứng ngay cái vị trí này nè. Này, ngay vị trí này luôn. Rồi sao? Này, chú nhìn đi wifi nè. Ồ, nó đầy luôn á. Ừ, ngay cái góc chỗ, này luôn. Cái chỗ đó là êm nhất luôn á. Ngay cái cột này. Dạ. Là wifi mạnh nhất. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Là để thẳng vô ngay cái phòng ngủ vợ chồng tôi. Ừ. Hả? Trên đầu tôi mà mấy người cứ la lối, mới nói chuyện gì làm sao vợ chồng tôi ngủ được. Trời đất ơi. Ê. Chú ơi. Xong chưa? Dạ xong rồi. Các anh các chị nói xong chưa? Bây giờ nè, cho em được nói nè. Dẹp hết đi. Trời đất ơi. Cái gì mà lúc động rần rần tụm năm tụm ba trước nhà người ta à? Nói nghe nè, mấy người đừng có tưởng nha, mấy người ở nhà tôi ha, nhưng mà đó là xài ké wifi quán cà phê kia cả làm gì tôi không biết. Bây giờ vậy nè, người ta già rồi, bây giờ phải để cho người ta có giấc ngủ chứ. Ngày nào cũng ra tôi sùm sao. Bây giờ tôi nói nghe nè, không có wifi gì hết, đi ra được kia. Ra quán đi 20 ngàn ly cà phê 12 tiếng, còn bây giờ giải tán đi về hết. Ờ vậy đi đúng không? 12 ngàn tiếng chi? Đi về. Là mất giấc ngủ người ta. Rồi ông đi vô luôn. Em nói thiệt với anh nha. Ừ. Nói thiệt luôn á. Ừ. Em đỡ em cọc 2 tháng tiền nhà rồi. Chứ thử mà em chưa cọc một cái coi em bỏ liền luôn. Chứ em quá trời bức xúc rồi. Thôi anh biết em làm công việc livestream trên mạng mà. Ừ. Đúng không? Bây giờ không có wifi làm sao mà xài 3G mấy bữa giờ biết bao nhiêu tiền luôn á. Là em đang nói nhỏ hả? Em đang nói nhỏ với anh thôi đó. Tao nghe hết rồi kìa. Nghe không? Nghe hết trơn à. Nói xấu tôi cái gì? Ừ, hả? Được thì mấy người ở. Không được thì thôi. Wifi đã dứt khoát là không có. Rồi chưa, em nhắc là lần thứ hai. Dạ. Xin mời các chị về giải tán. Ông dạ. Giải tán luôn. Vô ngủ đi. Giải, thôi giải, giải. Có wifi phải có ồn ai, wifi kỳ. Ông sầm à. Vợ tôi lên tiếng là dữ dằn lắm rồi đó. Kỳ ghê. Tôi rất ít nói. Đừng có để người ta nói nhiều.
mạnh mẽ hết sức luôn. Rồi bây giờ mới biết được là xài cái điện thoại cảm ứng là xuống cỡ nào hả, thấy hình luôn. Trời ơi. Alo. Alo. Cô Thanh hả? Cô Thanh gọi con có gì không? Trời đất ơi, trời đất ơi, cái gì mà gọi video con có hình ảnh luôn vậy? Trời đất ơi, cô ơi, cô đang tắm cô ơi. Trời ơi, tắt giùm con cái. Trời xin lỗi, gọi lộn. lộn, muốn gọi bà Phấn, gọi lộn qua nó. Alo, trời đất ơi, cái gì mà cái lỗ tai bự dữ vậy trời? Trời đất ơi, hôm nay mà biết gọi video con luôn hả bà Thanh? Biết sao không biết? Tôi gọi bạn gì kệ tôi đi, sấm mạnh dữ lắm. Nói nghe nào, bây giờ đừng nhìn mặt tôi, nhìn cái này nè. Đó cái lắc tàu đổ ngu gì mà sáng trang vậy trời, mới luôn ha. Trời ơi, bà biết không, năm chỉ mà tôi kêu thợ nó thổi ra thành một cây luôn. Năm chỉ mà thành một cây? Ừ, rồi còn nữa nè, bây giờ thấy nè, nhìn xuống nè nghe đó, thấy chưa. Thấy không? Cái này cũng năm chỉ thành một cây, cái này năm chỉ thành cây, bây giờ đeo trên ngực là hai cây. Trời ơi, mà có ai biết gì đâu, cứ tưởng là một cây thành ra hai cây. Ủa, tôi nói lộn, nó chỉ có một cây mà thành hai cây. Alo, cái gì mà thấy cái miệng bà nhấp nhép thấy gì bên đó mà không có nghe được bà nói gì vậy? Ủa sao kỳ vậy ta, nói nghe nè. Alo, bây giờ nè, bà nghe rõ không? Rõ rồi đó. Bây giờ tôi nói cái này nè, cái này là một cây thành hai cây. Ủa sao cái gì kìa? Alo, cái gì đâu mà mất sóng hoài vậy, cái gì mặt đơ cứ ngắt vậy? Alo, bà thấy tôi chưa? Rồi bà biết không, là ủa sao mất tiêu nữa rồi trời. Lô, cái gì tại cái gì ao chết cái gì, cái gì một trận cuồng phong nó bay đi rồi, điện thoại đâu hả? Trời ơi. Ui da. Ồ, đau quá hả con? Ồ, đau mặt, không phải đau tay. Sao vậy? Đau ruột. Sao đau ruột? Trời ơi, đồng tiền đó là đút ruột. Bây giờ tiền mất thì coi như là ruột đứt, mà ruột đứt thì sống làm cái gì nữa. Ôi, cái điện thoại của tôi cảm ơn, cả đời tôi ước mơ, bây giờ nay còn đâu. Tội nghiệp ghê chưa? Chưa thấy ai đứt ruột, đứt gan, mất cái điện thoại, mà điện thoại đó tiền tôi mua. Đôi đã xài điện thoại đời mới có cảm ứng gì đó. Đúng rồi, có cảm ứng. Ủa đau không? Đau không mà cho hết cái hột gà rồi đó. Đau ruột. Đau ruột thì để hột gà đó, người ta đang kêu chết bành cho bà lấy bà ăn. Chú đừng có nạt. Mà tại sao mất cái điện thoại đó? Tôi cứ gọi ông bóc cờ hỏi câu thiệt á, nó lãng thiệt à. Bà ta tuổi này mà không hiểu điện thoại. Thì cái điện thoại nè, điện thoại cầm nè. Đâu mày mạng mày không? Thì cứ ra alo mà không có nghe. Ô, mình phải đi tìm lắm rồi. Alo đang gặp gì đấy. Tai đang đau. Tai đang đau, hiểu không? Tai quá, đang đau quá, không lật cho. Dạ chú thôi, tai của cổ đang đau á, con kể giùm cho. Vậy hả? Tội nghiệp cổ lắm. Bây giờ nè, đâu có wifi đâu, trong nhà có wifi đúng không cô? Chạy khắp nơi luôn rồi cô mới cầm cái điện thoại. Chạy khắp nơi. Đi kia. Cô chạy khắp nơi mà tới giờ đứng ở trong nhà thì làm gì mà có wifi? Cho nên á là cô phải đi ra ngoài đường đúng không cô? Đúng rồi. Đó, cô đứng ngay một cái góc. Đó, cô tìm wifi. À, có wifi rồi. Đó, xong cô mới đứng nè, cô tựa lên trên người. Cô tựa một góc nè. Để cô đứng một cái video call cho bạn nè. Alo. À, nghe rất rõ. Đó, rồi xong cái tự nhiên nó bị mất sóng nữa đúng. Bị mất sóng nữa đúng không cô? Chạy khắp nơi. Xong cái lại chạy khắp nơi, chạy đi tìm, tội nghiệp lắm chú. Xong rồi bắt đầu ngồi một góc, mà một góc cái xong rồi thấy cái wifi rồi. Để xong gọi video call với các bạn nè. Alo với bạn. Xong mới tự nhiên có một cái bóng nào đó, trời, nó phớt ngang một cái rồi nó giật điện thoại đúng không cô? Nó tội nghiệp lắm chú. Tội nghiệp lắm á chú. Cô ơi, cô khoan khóc cái cô. Vậy tính ra cô là trùm cuối luôn á. Ủa sao vậy con? Trời ơi cô ơi, hôm qua giờ cô la tụi con, hai anh em con hả, giải tán đi, đừng có sụm năm sụm bảy ở đây mà nói chuyện trước cửa nhà cô ồn ào các kiểu. Dạ. Vậy mà chính cô là người ở lại một mình, cô xài hết cái wifi luôn. Bởi con nói mà, người ta nói thấy không anh, gừng càng già càng cay, chính là cô. Cay gì đâu mà cay. Trời ơi, mà nó phải biết rằng bây giờ xã hội người ta đi lên thì mình phải đi lên. Mà bây giờ xã hội đi lên mà mình không chịu đi lên tức là mình đi xuống, hiểu chưa? Đó, bây giờ cứ đứng yên một chỗ, người ta đi lên
mà mình không chịu đi lên thì mình coi như đi xuống rồi đó. Rồi đó. Gì vậy? Sao dạ. Tụi bay rồi đó? Tụi bay phải nói rằng xã hội ta đi lên mà mình không chịu lên là mình đi xuống chứ sao tự nhiên rồi đó? Cô, trời ơi, cô sao kỳ quá. Cô phải nói đúng cái từ kết như thế nào tụi con mới bè theo được. Cô nói rồi đó, tụi con phải rồi đó. Đúng rồi, thôi giờ nói lại nha, thôi rồi rồi nghe tập nói lại nha. Nãy tập mà từ giờ tự nhiên đổ thừa. Ông ơi, bây giờ xã hội người ta đã đi lên rồi mà mình không chịu đi lên, tức là mình đã đi xuống. Đi xuống. Đó. Ủa, ăn được lấy gì đâu Lăng. Chú, xong chưa? Chú. Hả, bài với mấy tụi nhỏ diễn xong chưa? Đồng thanh tương ý ha. Hai đứa nhỏ qua nói chuyện tôi không được. Giờ cộng thêm bà hồ với tụi nó, tin chống đối tôi. Cái chuyện bà mất điện thoại, tôi tin sao? Tôi sẽ mua cho bà cái điện thoại khác. Chúc mừng cô, chúc mừng cô, chúc mừng cô. Trừ vào lương hàng tháng của bà. Sao vậy? Nếu bà với tụi nhỏ mà còn đòi lắp đặt wifi hả, tôi sẽ cắt lương bà hết luôn. À, đừng có cắt lương em. Chưa hết đâu. Còn mạng wifi ở quán cà phê đầu ngõ đó, tôi cũng ra qua tôi nói với người ta đổi mật khẩu đi. Trời. Để đừng bị xài ké nữa. Ê, dọn đi. Ôi ba ngày nay cái khu xóm trọ thanh xuân của mình sao không khí nó an lành, đi đứng nó khoan thai nhẹ nhàng, nhìn cảnh vật sao nó thanh tao sao á. Đó là vì sao? Đó là vì một điều, một là khu xóm trọ thanh xuân không có sóng wifi. Đúng rồi. Xóm trọ mình không cần wifi nữa. Giỏi giỏi, hay lắm hay lắm. Nhờ không có wifi mà mình sống cuộc sống an bình không? Dạ. Bây giờ là tụi con không cần và cũng không yêu cầu chú lắp đặt wifi làm gì nữa. Đúng quá đây. Giỏi, quá giỏi. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Bởi vì đã có 5G miễn phí. Ủa 5G là ai? 5G. Trời ơi chú ơi, 5G là cái mạng 5G đó. Ủa mạng 5G làm sao? Đầu hẻm nhà mình đã có một trạm phát sóng thử nghiệm 5G. Dạ. Yeah. Và khu nhà mình sẽ là những người được sử dụng thử nghiệm 5G đầu tiên. Dạ. Yeah. Được chưa? Mạng 5G là cái mạng mạnh gấp mấy lần wifi luôn. Cho nên vì là thử nghiệm nên miễn phí. Dạ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Giờ tôi giải thích nè. Sao? Trời ơi, có cái mặt thấy thương gì đâu á. Cái thương quá bây giờ nè. Vì cái khu của mình được chọn để người ta làm thử nghiệm miễn phí 5G. Cho nên cho miễn phí thì mọi người kéo gì đây để xài 5G miễn phí. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nè wifi bây giờ gặp 5G miễn phí. Sao sống nổi đây nè trời. Từ ngày có sóng 5G, cả xóm trọ thanh xuân lần lượt trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, đến từ việc suốt ngày sống trên mạng của các thành viên xóm trọ. Mỗi hoạt động thường ngày, từ những buổi trò chuyện, chia sẻ cùng nhau qua mạng, đến việc cập nhật tin tức, học tập và giải trí, đều trở nên gần mà xa. Vì người thì ngồi gần nhau, nhưng kết nối thì với những người cách đó rất xa. Nhịp sống của xóm trọ chuyển từ ồn ào náo nhiệt bên ngoài sang ồn ào náo nhiệt trên những chiếc điện thoại, laptop. Nhịp sống của xóm trọ không còn lăng lẽ như trước, mà giờ đây như hòa chung cùng dòng chảy của mạng xã hội, tạo nên một cộng đồng gắn kết, rộn ràng tiếng cười, niềm vui từ khi có mạng 5G tràn về. Tuy nhiên, giữa tất cả sự thay đổi ấy, ông Xuân rồi cũng phải dần quen với sự ồn ào náo nhiệt và chấp nhận những tiện ích mà mạng 5G mang lại cho cuộc sống. Vì suy cho cùng, ông không có sự lựa chọn nào khác. Má ơi, cái gì? Đừng bao giờ mình lên người la lên. Mà Thanh ơi, có hàng được. Không. Trời ơi, ông keo kiệt lắm mà ông biết tôi mà mua đồ hàng online là có chuyện với ông, hiểu chưa? Thu! Cái gì đây? Ủa?
Ba đâu rồi?